Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 1.870 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Trong đó, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới gần 1.390 doanh nghiệp và hơn 480 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Song song với thành lập mới, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng qua gần 1.300 doanh nghiệp, tăng 161,8% so với cùng kỳ. Để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ công tác đặc biệt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư tiếp cận thông tin và thúc đẩy thực hiện quy trình, thủ tục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Ngành chức năng của tỉnh chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để giải quyết, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, chủ động làm việc với các nhà đầu tư có dự án triển khai chậm và rà soát, xem xét gia hạn dự án đủ điều kiện gia hạn nhằm thúc đẩy triển khai dự án.